Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự. Thưa quý vị và các bạn, sát Tết Nguyên đán Nhâm Dần, thời tiết ở Văn Chấn vẫn còn rét đậm rét hại. Những nông dân các xã đã tích cực ra đồng, chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ đông xuân thắng lợi. Trong vụ đông xuân này, huyện Văn Chấn phấn đấu gieo trồng gần 7.000 ha cây trồng các loại, trong đó có 2.700 ha lúa nước, 2.500 ha ngô, còn lại là rau màu. Đối với cây lúa, huyện chỉ đạo cơ cấu 55% bằng các giống lúa thuần chất lượng cao, chủ lực như Chiêm Hương, DS1, HT1, Sáng Cù, còn lại gieo cấy giống lúa lai. Huyện đã chỉ đạo khung lịch thời vụ cụ thể, vùng thấp gieo mạ từ trung tuần tháng 1 hoàn thành việc gieo cấy vào cuối tháng 2, vùng cao gieo mạ từ đầu tháng 2 hoàn thành việc gieo cấy vào trung tuần tháng 3. Mặc dù gặp đợt rét đậm rét hại, nhưng các diện tích mạ đã gieo trước Tết được che chắn cẩn thận vẫn sinh trưởng và phát triển tốt. Tranh thủ những ngày đầu năm, nhân dân Văn Chấn đã ra đồng làm cỏ, đắp bờ và chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng gieo cấy lúa đông xuân đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Hiện nay kinh doanh trực tuyến và đưa các sản phẩm nông sản lên các sàn thương mại điện tử được xem là kênh phân phối mới giúp nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp chủ động sử dụng công nghệ, từng bước chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh nông sản bền vững. Trong năm qua, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ đưa 104 sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử trong nước. Với quyết tâm hỗ trợ doanh nghiệp, người sản xuất, các ngành chức năng của tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa các mặt hàng nông sản được tiêu thụ rộng rãi trong nước và vươn tầm thế giới. Theo đó, ngành công thương đã hỗ trợ đưa 104 sản phẩm OCOP tiêu chuẩn 3 sao và 4 sao lên sàn thương mại điện tử Yên Bái và các sàn thương mại điện tử trong nước như Postmart, Shopee, Tiki, Lazada và một số doanh nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử quốc tế như Alibaba.com, cũng như đưa vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị GO, Vinmart, Hapro khu vực phía Bắc. Cùng với đó, thông qua các hội nghị kết nối giao thương trực tuyến với các thương vụ Việt Nam và các doanh nghiệp tổ chức xúc tiến thương mại tại nước ngoài, đã kết nối với khách hàng và bán được sản phẩm chè, quế, măng, đũa gỗ, gỗ ghép thanh, bột đá, tinh bột sắn tại nhiều quốc gia châu Âu, châu Á, Tây Á và thị trường Trung Quốc. Thời gian qua, dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh phân phối xuất khẩu các mặt hàng nông sản. Cùng với kênh phân phối truyền thống, các doanh nghiệp hợp tác xã đã từng bước chuyển sang kênh bán hàng trực tuyến, đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử, tiêu thụ và bước đầu tạo được hiệu quả nhất định trong việc tiêu thụ, tìm kiếm thị trường mới. Thưa quý vị, trong những năm qua, huyện Lục Yên luôn chú trọng công tác xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, công cuộc giảm nghèo vẫn còn nhiều thách thức, nhất là từ năm 2022, mức chuẩn nghèo nâng lên, thêm vào đó là những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Thời gian qua, huyện Lục Yên đã triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách về xóa đói giảm nghèo để cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người nghèo. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của các thôn xã khó khăn được đầu tư đã có những thay đổi rõ rệt. Đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo được cải thiện. Nếu như năm 2016, số hộ nghèo toàn huyện chiếm tỷ lệ 28,6%, thì đến năm 2021, con số này đã giảm xuống 3,26%. Gia đình chị Mã Thị Nhật và anh Nông Văn Trà ở thôn Tông Luông, xã Khánh Thiện là một điển hình về nỗ lực thoát nghèo. Trước năm 2020, gia đình anh chị thuộc diện cận nghèo và được vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Sau khi đã trả xong khoản vay này, năm 2020, anh chị tiếp tục vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội để nuôi trâu. Không chỉ chăn nuôi thuận lợi, anh chị còn đầu tư vốn vào kinh doanh xưởng gỗ. Lợi nhuận từ chăn nuôi và kinh doanh đã giúp gia đình anh chị vươn lên thành hộ khá của xã Khánh Thiện. Qua hai lần vay vốn của bên Chính sách Xã hội thì gia đình tôi đã phát triển từ ban đầu là nuôi trâu, sau đó có lái thì đã bán những con trâu, những con có lái đấy thì bán đi để bây giờ đầu tư vào phát triển vào xưởng gỗ này, rồi chăn nuôi cũng lợn gà cũng nhỏ lẻ. Nên là qua hai lần vay thì tôi thấy cái chính sách bên vay vốn của bên chính sách này là rất là ý nghĩa đối với gia đình tôi. Những năm qua, cùng với sự đầu tư của nhà nước, hỗ trợ của các chương trình, tổ chức xã hội, xã Khánh Thiện đã phát huy nội lực, tận dụng lợi thế của địa phương, xây dựng thành công thương hiệu gạo nếp Lào Mu, được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao và được cấp quyền sở hữu trí tuệ. Người dân nơi đây cần cù, chịu thương chịu khó, đất trồng được tận dụng hầu hết cả 3 vụ trong năm, rừng luôn luôn được phủ xanh. Cùng với đó, bà con tích cực tham gia các lớp hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, học nghề để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nhờ đó, kết thúc năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn chiếm 4,7%. Công tác xóa đói giảm nghèo nó thực sự đi vào hiệu quả, và để người ta thoát được nghèo mà không tái nghèo thì Khánh Thiện cũng đã thực hiện một số cái biện pháp. Ngay từ đầu năm thì rà soát, đánh giá từng hộ nghèo để xem người ta thiếu cái gì,
người ta khó khăn về cái gì, từ đó có những cái kế hoạch để hỗ trợ giúp đỡ định hướng cho gia đình đó bằng cách là hỗ trợ, thí dụ nguồn lực nhà nước thì có hạn, thực hiện cái nội lực đó là từ tại địa phương thôi, ví dụ như là xã hội hóa các cái nguồn lực có thể đóng góp bằng ngày công, rồi là vận động từ cái nguồn xây dựng nông thôn mới của những nhà hảo tâm, con em của địa phương đi làm ăn xa, lấy từ nguồn đó để hỗ trợ cho các gia đình người ta có cái nguồn vốn, hoặc là hỗ trợ người ta giải quyết khó khăn, thoát được cái khó khăn lúc đó để người ta phát triển kinh tế, xóa được nghèo. Để thực hiện thành công công cuộc xóa đói giảm nghèo, những năm qua huyện Lục Yên đã lồng ghép có hiệu quả các chương trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong 5 năm, huyện đã đầu tư xây dựng 117 công trình cơ sở tầng tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, mở 110 lớp đào tạo nghề cho hơn 3.300 lao động nông thôn, giới thiệu tạo việc làm mới cho gần 15.000 lao động, giải quyết cho 9.099 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập. Huyện đã vận động xây dựng quỹ vì nghèo đạt hơn 4 tỷ đồng để có thêm nguồn lực hỗ trợ an sinh xã hội cho người nghèo và các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, hỗ trợ tiền điện. Hơn 1.000 hộ nghèo đã được các cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh và huyện giúp đỡ thoát nghèo. Từ năm 2006 đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã giải quyết cho 5.939 hộ nghèo vay vốn với số tiền hơn 209 tỷ đồng, 3.291 hộ cận nghèo vay vốn với số tiền 104 tỷ đồng, 1.399 hộ mới thoát nghèo vay với số tiền 36 tỷ 251 triệu đồng. Ngoài ra còn cho vay sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, xây dựng nhà vệ sinh, lắp đặt hệ thống nước, hợp vệ sinh, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả, các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận kịp thời nguồn vốn vay và đúng đối tượng thụ hưởng chính sách. Đối với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Lục Yên thì cái nhiệm vụ trọng tâm là phục vụ là tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong đó đối tượng chính để phục vụ là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Riêng đối với dư nợ của Phòng Giao dịch huyện Lục Yên là có 564 tỷ thì đã có đến là 125 tỷ là nằm trong đối tượng là cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, chiếm 45% cái dư nợ của toàn huyện. Thì đối với cái doanh số này và cái số dư nợ này cũng là một cái nguồn lực rất quan trọng giúp cho hộ nghèo và hộ cận nghèo có thể là có cái nguồn vốn để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Lục Yên đạt được những kết quả ấn tượng. Diện mạo nông thôn ở nhiều xã trên địa bàn huyện Lục Yên đã có bước chuyển biến rõ nét. Kinh tế có bước phát triển khá, an sinh xã hội được cải thiện đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Thì để thực hiện hoàn thành về cái chỉ tiêu giảm nghèo đó thì Phòng Lao động Thương binh Xã hội cũng sẽ tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện cũng như là Thường trực huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy ban hành cái kế hoạch giảm nghèo năm 2022 với cái mục tiêu và phương châm đó là người nghèo, hộ nghèo phải là cái chủ thể để tích cực tham gia vào cái quá trình phát triển kinh tế xã hội và thực hiện cái giải pháp đó là khoán việc, khoán sản phẩm đến từng các cơ quan ban ngành cũng như là địa phương trong cái việc mà hỗ trợ, giúp đỡ những cái hộ mà trong cái kế hoạch giảm nghèo năm 2022. Với bản lĩnh vượt khó của người dân, kinh nghiệm sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện các chính sách giảm nghèo, đặc biệt là truyền thống đoàn kết, tin rằng Lục Yên sẽ có thêm những thành công mới trong hành trình giảm nghèo nhanh và bền vững, trở thành huyện phát triển của tỉnh Yên Bái. 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Thực hiện tốt 5K, gồm khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV
cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.